Trong lớp 5, chúng ta sẽ học hai kiểu bài mới, đấy là tả cảnh và tả người. Chúng ta sẽ cùng đến với phần tả cảnh trước nhé. Để miêu tả được cảnh vật, tái hiện được cảnh vật thực sự khá là khó. Cần các con quan sát, hiểu biết và sử dụng từ hợp lý. Nhưng trước hết, chúng ta vẫn phải biết được cấu tạo của bài văn tả cảnh như thế nào. Đó cũng chính là nội dung của ngày hôm nay. Cô sẽ hướng dẫn các con tìm hiểu cấu tạo của bài văn tả cảnh thông qua phần miêu tả của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường, bài Hoàng hôn trên sông Hương, và tác giả Băng Sơn, bài Nắng trưa. Chúng mình cùng tìm hiểu cách miêu tả của tác giả để rút ra thế nào để cách viết bài văn tả cảnh nhé. Chúng mình cùng tìm hiểu bài văn nhé. Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng, đến nỗi tôi cảm thấy hình như có một cái gì đang lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn hàng ngày đã rất yên tĩnh này. Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại, trong khi phía trên này lên mãi gần Kim Long, mặt sông sáng màu ngọc lam, in những vệt mây hồng rực rỡ của trời chiều. Hình như con sông Hương rất nhạy cảm với ánh sáng, nên đến lúc tối hẳn, đứng trên cầu chăm chú nhìn xuống, người ta vẫn còn thấy những mảnh sắc mơ hồng ửng lên như một thứ ảo giác trên mặt nước tối thẳm. Phố ít người, con đường ven sông như dài thêm ra dưới vòm lá xanh của hai hàng cây. Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước, khiến cho mặt sông nghe như rộng hơn. Và khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả tròn màu tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây, và cuối cùng nở bung ra trong màu trắng soi rõ mặt người qua lại, thì khoảnh khắc yên tĩnh của buổi chiều cũng được chấm dứt. Huế thức dậy trong một chuyển động mới, đi vào cuộc sống ban đầu của nó.